Mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh của mình. Hôm nay mình sẽ thử làm một cái ứng dụng hiện nay thấy nổi lắm các bạn ơi. Tên ứng dụng đó là Video Editor. Và sau đây là màn hình chính của điện thoại mình. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn tải ứng dụng này. Mời các bạn bấm vào App Store cho mình. Mời các bạn bấm vào mục tìm kiếm, key Video Editor, rồi bấm tìm kiếm. Đây là giao diện vừa tìm kiếm xong. Mời các bạn bấm vào góc bên phải để tải ứng dụng nhé. Nhấn nút tải xong. Đây là giao diện của ứng dụng. Mời các bạn bấm vào màn hình thứ hai để thử kết tên vào bảng tên trong hình. Và nó hiện một giao diện như thế này. Mời các bạn bấm vào chữ đỏ bên dưới. Sau đó các bạn bấm vào chữ T bên dưới để ghi tên gì mà các bạn cần ghi trong bảng tên nhé. Xong các bạn ghi tên mình như mình đã ghi lên trên đó. Tên nào cũng được tùy theo các bạn. Rồi các bạn bấm vào cái góc chữ V bên cạnh. Xong các bạn xem là nó hiện ghi tên mình ở dưới nhé. Rồi sau đó các bạn bấm vào góc bên phải bên trên để lưu và xem video của mình đã làm xong. Sau đó nó hiện một cái giao diện như thế này, các bạn bấm vào nút play này để chạy video của mình đã làm nhé. Và đây là giao diện như thế này. Nếu các bạn muốn lưu video thì các bạn bấm vào nút đỏ này là nó lưu trong thư viện của mình. Rồi cảm ơn các bạn, đến đây là hết. Tại vì điện thoại mình không có quay được cả màn hình nên mình sẽ không hướng dẫn các bạn tải ứng dụng đó và kép tên của mình trong cái bảng tên của máy anh chàng mặc áo đen vác hay là khiêng như máy anh chàng vác hòm á. Bây giờ mình sẽ đưa video, mời các bạn xem. Can you blow my whistle, baby? Whistle, baby, let me know. Girl, I'm gonna show you how to do it. And whistle, okay, okay, 慢些点，狼哥。 虽然他说了我玫瑰花，但昨晚我真的没睡。 I don't know what you heard about me. Oh,
谁遗忘，昨日人去楼空没微凉，道不尽缘分无常，情如风过水淌，红尘难逃，这次人世荒。